Hôm qua, thì Quốc hội họp riêng để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Sau các quy trình theo thẩm quyền quy định, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Thanh, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Lương Tam Quang. Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Thanh với 467 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 95,89% tổng số đại biểu Quốc hội, trong đó có 465 đại biểu tán thành, bằng 95,48% tổng số đại biểu... Đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang với đa số phiếu tán thành.